Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mọi người đã đến với video tiếp theo của em trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình, đó là các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật và Thụy Sĩ được đấu giá trực tiếp ở trên các trang Nhật. Vì thế cho nên là sẽ có những mẫu còn nguyên zin và chưa qua sử dụng và có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Em sẽ giới thiệu chi tiết hơn ở trong video cho cả nhà mình. Mọi người yêu thích ở bản sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858582. Và các anh chị mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật mã hàng mới bên em nhé. Và hy vọng rằng mọi người sẽ dành nhiều thời gian để theo dõi hết video này, bởi vì hôm nay sẽ có rất nhiều siêu phẩm để cập bến cho cả nhà mình. Với mã sản phẩm đầu tiên thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình, đó chính là một cái phiên bản của Technot. Dạ vâng, cái thương hiệu Technot thì thực sự là không xa lạ gì với tất cả mọi người nữa rồi. Thì thường thì em cũng hay về cho cả nhà mình với các cái mẫu 6 kim, dây kim loại, dây silicone. Và ngày hôm nay sẽ là một cái bản dây silicone mang form dáng của Haplot. Bản này thì em có đấu về là full hộp nhé, có giấy tờ, số thẻ đầy đủ, tag mác của nó đi kèm. Đây, và các anh chị có thể thấy là với thiết kế của phiên bản này, nó sẽ thiên về phong cách thể thao. Bản này thì mang cái form giống như là của Haplot dòng Big Bang, đúng không ạ? Rất là giống Haplot dòng Big Bang. Bên trong này thì nó sẽ có một cái phần chi tiết niềng này là niềng cố định nhé. Ở đây là kim 24 giờ một ngày này, đây là kim dây chạy chronograph này. Thời gian đo tốc độ tối đa sẽ được hiển thị ở vị trí góc 9 giờ. Bên trong thì có một lịch ở vị trí góc 4 rưỡi 5 giờ, thiết kế niềng cố định. Đó, bên trong này, mặt đồng hồ này. Để em lau qua về cái phần mặt kính để cho cả nhà mình cũng có thể là quan sát nhé. Đây, mọi người có thể thấy là mặt bên trong màu xanh, trải vân, chronograph. Đấy chưa? Và khi mà em bấm kích hoạt cái núm này thì kim dây ở phía dưới này thì bắt đầu là chạy, đang hoạt động. Kim dây này này, nó chạy hết từ 60 giây còn 1 phút thì kim dây này nó sẽ nhích một khớp. Đó, đây là phần viền, núm này, còn nguyên siêu nhé. Cạnh này, mặt trước này, mặt sau, độ chống nước là 50 TM. Và đây sẽ là bản Technot T9B33 stainless steel. Ở mẫu này thì sẽ sử dụng một cái bộ dây silicone. Thì cái bộ dây silicone này thì nó sẽ có độ đàn hồi rất là tốt, ôm tay và nó không bị mùi như dây da, rất là dễ dàng vệ sinh. Đấy, như mọi người thấy là em uốn như thế này, đúng không ạ, nó sẽ không bị gãy dây. Đấy, nhưng nếu như mà dây da mà em gấp như thế này thì chắc chắn là nó sẽ có nếp. Đấy, đúng không ạ, chắc chắn nó sẽ có nếp, nhưng ở đây thì không. Đấy, uốn này, uốn trước này, uốn sau, nó không hán gì cả. Đây là dây chốt khóa của nó sẽ có, đó là nguyên zin. Bản này thì sẽ là dành cho anh nam tay vừa hơi to chút nhá, bởi vì nó sẽ mang phong của Hublot, size 42.6. Càng của nó sẽ là 49.5. Bản này thực sự rất đẹp luôn, màu xanh nước biển. Đấy, như cổ tay của em đây ạ. Đúng không ạ? Là em vẫn đeo ok bởi vì là nó vẫn ôm tay. Nhưng mà bởi vì do cái mặt đồng hồ này này là nó sẽ hơi to so với cổ tay của em. Thì các anh nam có cổ tay tầm 17, 17.5, 18 là mọi người đều đeo ok ở phiên bản này hết. Đó, Technot mặt màu xanh nhá. Và đây sẽ là một cái mẫu 6 kim chạy chronograph, có kim 24 giờ, có ô cửa sổ lịch, form dáng đẹp. Và mẫu này thì đang có giá hãng của nó đang là 38.500 yên, tức là nó sẽ tương đương với khoảng hơn 7 triệu. Đấy, full hộp, giấy tờ đầy đủ. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình, đó chính là 2.250.000. 2.250.000. Và phiên bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó là ở phiên bản mã 721, 2250 mã 721. Tiếp theo sang ở mã 722. Phiên bản 722 thì em tiếp tục sẽ gửi đến cho cả nhà mình, đó là một cái phiên bản của gì đấy ạ, phiên bản của Citizen nhá. Dạ vâng, thực sự là phiên bản Citizen ở đấy em về cực, thực sự là quá đẹp và xuất sắc luôn, bởi vì là không phải lúc nào em cũng đấu được một cái mẫu Citizen mà còn mới nguyên zin như thế này. Bản này phải thừa nhận với cả nhà mình là khi mọi người nhận hàng ở bên ngoài, các chị sẽ thấy là nó đẹp xuất sắc hơn ở trên video rất nhiều lần. Mẫu này thì cũng sẽ có hộp sổ giấy tờ đầy đủ ở phía bên trong. Cái này thì mọi người có thể là mang đi tặng ok, bởi vì bản này còn mới nguyên zin chưa có sử dụng nha mọi người nha. Đây, mọi người có thể thấy không ạ, màu mặt xanh này rất đẹp luôn. Niềng tachymeter phía bên ngoài, bên niềng này này, thì cái niềng này nó là cái niềng nó giống như là niềng đá ceramic ạ. Đấy, thì khi mà em lau đi này, mọi người thấy không? Đấy, nó lại sáng, bắt sáng cực kỳ tốt. Đối với mẫu này là một cái phiên bản nhiều chức năng, rất nhiều chức năng luôn. Ví dụ như là khi mọi người rút nấc nhá, rút núm này ra này, đúng không ạ? Mọi người rút một nửa núm đi ạ, thì mọi người sẽ chuyển chế độ. Ví dụ như là chế độ về chức năng LMT này, báo thức này, thời gian này, chronograph này. Đấy, nó sẽ có rất nhiều chức năng, nhiều rất nhiều chế độ ở phía bên trong. Thì khi mà mọi người dịch chuyển đến chế độ nào ấy, thì cái kim của nó sẽ tự reset về. Đấy, và sau đó là mình sẽ chỉnh một chỉ thủ công. Đấy nhá. Thì ở mẫu này thì đây là cái kim chạy chronograph, đúng không ạ? Đây là kim 24 giờ một ngày. Vị trí phía dưới này thì nó sẽ là cái núm để mà mình chuyển chế độ. Một lịch ở vị trí góc 4 giờ.
Ở đây thì nó sẽ có thông báo đó là stop charge này, tức là về sạc, tức là gần như là bản này là bản EcoDrive, tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời. Thì nó sẽ có cái chế độ kiểu dạng như là chế độ tiết kiệm pin ấy. Thì mọi người sẽ tìm hiểu về module của máy của nó sẽ là dòng E820, thì để mọi người sẽ tìm hiểu thêm về các cái gọi là cái tiết kiệm pin nó như thế nào. Đó, rồi ở đây sẽ có cả đó là warning set, tức là mình sẽ cài đặt lại đúng không ạ? Cài đặt lại về các cái chế độ, ví dụ như là khi mà mình báo thức thì mình chuyển chế độ về báo thức và mình sẽ sử dụng như thế nào để mình cài đặt. Rồi là tiếp theo sẽ ở đây nó sẽ có đó là đây alarm này, alarm on là alarm off này. Đúng không ạ? Bên trong của nó sẽ có chức năng sonogram nữa. Đây là một cái phiên bản made in Japan, tức là phiên bản nội địa của Nhật nhé. Tức là được sản xuất này, lắp ráp tất cả các chi tiết và tất cả các linh kiện đều ở tại Nhật hết. Và đây là một cái phiên bản màu màu mặt cực kỳ đẹp luôn. Nếu như ở trong cái bộ sưu tập mà cái phiên bản của các cái dòng E820 ấy thì nó sẽ có màu nâu cà phê, màu mặt màu xanh. Đúng không ạ? Thì để mà nói về các cái phiên bản mà màu màu nâu cà phê thì cái dây thép của nó sẽ là dây thép màu đen nhá, dạ vâng, dây thép màu đen. Thế nhưng mà để trong một các cái phiên bản mà thiết kế đó là cái dây thép trắng này này, đấy, dây thép trắng này thì bản màu xanh này là một cái bản mà đẹp và dễ đeo nhất đấy. Nhưng mọi người có thể quan sát bên trong này, mặt màu xanh này, vừa đẹp vừa sang vừa thanh lịch. Mẫu này thì cũng sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kèm nhá, nên là buổi tối là mình vẫn có thể là quan sát đúng không ạ, cái kim giờ kim phút này đó rất là dễ dàng. Tiếp theo là về dây. Dây thì mẫu này thì nên nhân nó là mẫu mới nguyên zin cho các sử dụng rồi, vì thế cho nên là dây của nó thì cũng không có một hề một vết xước sát gì cả. Đây là dây của nó sẽ là theo kiểu dạng dây phay xước cho nó bị bẩn thôi ạ, phay xước nhá. Thì cái đường chỉ ở giữa này nó sẽ nhô lên một chút xíu đấy, nó tạo một cái cảm giác nó giống như là một cái kiểu dạng như là một cái điểm nhấn ấy, đúng không ạ, cho cái dây của đồng hồ. Tức là mình nhìn một cái là mình sẽ cảm giác nó ấn tượng ngay về cái dòng này. Đây là dây này, chốt khóa này, đây Citizen đó, và đây là mặt trước và đây là mặt sau. EcoDrive tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời, với độ chống nước của nó sẽ là 13, made in Japan, phiên bản nội địa Nhật, với module của nó sẽ là E820. Nó sẽ có đều tất cả thông số ở đằng sau đấy luôn nhé mọi người nhé. Đây nó sẽ có tem EcoDrive tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời đấy ạ. Mẫu này thì mới nguyên zin, chưa qua sử dụng, size mặt là size 39.4 và càng của nó sẽ là 46.7, dành đến cho anh nam tay vừa và nhỏ. Ô bạn này đẹp thế. Đây mọi người đeo lên tay này, đẹp chưa? Cái này mọi người kể cả như mặc áo phông này, áo sơ mi này, đúng không ạ? Mọi người có thể đeo đi chơi, đeo đi làm đều được hết. Bởi vì mọi người nhìn được vào phiên bản này, mọi người thấy không? Nhìn đẹp, vừa sang, vừa trẻ trung, vừa hiện đại, nhưng mà nó lại không kém phần sang trọng lịch lãm một chút nào cả. Đấy, đeo lên tay, xuất sắc chưa? Cái mẫu này em cũng sẽ check luôn cho cả nhà mình nhá. Thì mọi người có thể là check theo cái module đằng sau đáy của nó, hoặc là mọi người có thể là check theo hình ảnh. Thì ở đây thì em cũng check luôn cho cả nhà mình rồi này. Đó, đây mọi người các bạn, đây thì mã của nó sẽ là BL5496-96L nhá. Và mẫu này thì đang có giá hãng đó là 6,7 triệu. Đấy, đang có giá hãng là 6,7 triệu. Thấy chưa? Đây là một cái mẫu đó là mới nguyên zin, full hộp, giấy tờ, số thẻ đầy đủ, EcoDrive và rất nhiều chức năng. Thì mọi người về mọi người sẽ tìm hiểu thêm để các anh chị có thể tối ưu hóa về gọi là các cái chức năng ở trong phiên bản này. Và bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.350.000, 3.350.000, và phiên bản này sẽ ở mã 722, mã 722, 3350 mã 722. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 723. Phiên bản 723 thì em tiếp tục sẽ gửi đến cho cả nhà mình. Đó là ở một cái phiên bản, đó chính là một cái phiên bản cơ nhé. Dạ vâng, phiên bản cơ. Ở bản cơ này thì em lên cho cả nhà mình đó là bản cơ của Orient. Dạ vâng. Mẫu này thì thực sự với cả nhà mình là hôm trước là cũng đã có khách lấy rồi, nhưng mà khi hàng tới nơi rồi thì cũng không có liên lạc được. Vì thế cho nên là khi đơn gọi quá 3 lần thì người ta sẽ tự là người ta sẽ cho về, tức là người ta sẽ không lưu lại kho. Đấy, và phiên bản này thì em có về lại và hôm nay em sẽ lên lại cho cả nhà mình. Ở bản này là bản cơ tự động. Đấy, Orient cơ automatic, và mẫu này sẽ là có 5 cái kim, tổng cộng của nó sẽ là 50 kim. Đấy nhá, cơ tự động thì mọi người sẽ di chuyển đúng không ạ? Đeo lên tay là mình, tức là mình di chuyển cổ tay là nó sẽ chạy, nó sẽ hoạt động thôi. Ở đây có tổng cộng là 50 kim này, nó có kim 24 giờ một ngày này, nó có lịch thứ này, nó có lịch ngày này, automatic này. Mà bên trong này mọi người đúng không ạ? Đấy, nó sẽ có cái đường vân. Cái đường vân Galutian này nó sẽ rất là đẹp nhá. Đó, khi ánh sáng mà nó chiếu vào này. Đấy chưa? Nó giống như là các cái ánh tuyến ấy ạ, đúng không ạ?
Đó. Bên trong thì bộ kim này, cọc số thì cũng sẽ có dạng quang, tức là buổi tối là mình vẫn có thể quan sát cái giờ rất là dễ dàng. Màu mặt đen nhá, thép của nó là thép trắng này, núm sẽ ở vị trí góc 3 rưỡi 4 giờ. Đấy, orange, đây là mặt trước và đây là mặt sau. Đây, orange này. Đấy, thì cái này là cái vỏ nó được sản xuất tại nhà máy của Orange, được đặt tại bên Trung thôi, còn nó vẫn theo tiêu chuẩn công nghệ của Orange và theo tiêu chuẩn công nghệ của Nhật. Đấy, độ chống nước của nó sẽ là 50m nhé. À, cái này thì nó không phải là bị làm sao đâu ạ, mà cái này là nó cái seal. Cái này là cái seal nhá. Đấy, các chị về mọi người bóc cái phần seal này ra, mình lau qua phần viền này đi là ok thôi. Đấy, đúng không ạ, đấy là cái seal của nó thôi ạ. Còn đây là dây này, đó, chốt khóa này, nguyên zin, dây còn rất là mới. À, mẫu này sẽ có size mặt đó là size 37.5. Càng của nó sẽ là 44.8. Đó, càng là 44.8. Và như cổ tay của em này, đó là 16.5. Đấy, như mọi người có thể thấy là với bản Orange này là bản Orange 5 kim, với rất nhiều chức năng, sử dụng bộ máy cơ của Nhật, và thời gian tích cóp tối đa của nó cũng sẽ đạt được đến đó là 38 tiếng. À, mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình phiên bản này, đó chính là 2.9 triệu. Đã bằng 2.900.000. À, bản này sẽ ở mã 723, 2.9 triệu, mã 723. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 724 nhé. 724 thì em cũng sẽ lên cho cả nhà mình một cái bản cơ cót luôn. Cái mẫu này sẽ là mẫu của nữ. Đó, và mẫu này mẫu của nữ. Bản này nó không chỉ đặc biệt ở cái việc đó chính là sử dụng nó là dòng máy cơ cót, đúng không ạ? Sotina, nó là máy Thụy Sĩ. Thứ nhất đó là máy Thụy Sĩ này, cơ cót này, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là đây là một phiên bản, đó chính là phiên bản bạc đúc. Đó, bạc đúc nhá. Thì khi mà mọi người đeo tay với các cái mẫu mà bạc đúc ấy, thì nó sẽ có cái rất là nhiều các cái tác dụng, đó chính là bảo vệ cho cái sức khỏe của mình ấy. Bởi vì mọi người biết là bạc thì luôn luôn là một cái gần như là một cái vật liệu mà nguyên liệu mà chống gió, đúng không ạ, chống gió. Đấy, thì ở trong dân gian của mình thì mọi người cũng hay, rất là hay đeo với các cái dây chuyền bạc ấy. Thì đây sẽ là một cái mẫu bạc đúc nhá. Ở đây nó sẽ có đó là silver, là bạc này. Đó, silver này. Và vì dưới này này thì nó cũng sẽ có, đó chính là bạc 925. Đấy, đây mọi người thấy không ạ? Đấy, bạc 925. Đấy, thì nó sẽ có ký hiệu bạc 925 ở đằng dưới của dây. Đó, đây là bản cơ cót nha mọi người nha. Thì mọi người sẽ lên cót tay như thế này này. Đây là một cái mẫu Sertina, thế là làm theo kiểu dạng như là cái phong cổ ngày xưa ấy ạ. Đúng không ạ? Nó có hai kim, cọc số la mã Swiss made, máy của Thụy Sĩ này. Đây là núm này. Đó, mặt trước này, đây là mặt sau. Thì tất nhiên là với mẫu này thì nó cũng đã qua sử dụng rồi. Vì thế cho nên là đằng sau thì cũng có một vài vết xước nhẹ thôi, nhưng mà nó không đáng kể. Đấy, và ở đây là dây. Dây nhá, đấy, dây. Tất cả mẫu này thì từ dây cho đến phần viền vỏ, thì ở đây các chị thấy là có cái độ bắt sáng của nó rất là tốt này. Dây của nó sẽ có các cái mắt đan chéo vào với nhau này. Đó, bạc đúc này, dây này, khóa này. Đó, khóa này. Cái này thì mọi người chỉ việc đó là đeo lên tay ấy, thì mọi người sẽ luồn dây như thế này này. Đó, đúng không ạ? Thì nó sẽ có các cái nấc. Đấy nhá, cái mẫu này thì phải dành cho chị nào mà nữ tay to ra một chút xíu. Đấy, thì nó sẽ có cái nấc như thế này. Đó, và ở phiên bản này thì sẽ có size mặt, đó chính là size 22.2. Và cái càng của nó này, đó chính là 33.7. Đó, vòng 33.7. Đây, em sẽ ướm thử lên tay cho cả nhà mình cùng xem nhá. Đấy, đây như cổ tay của em là 16.5 này. Thì đúng ra là cái mẫu này thì kể cả là nữ đeo được, nam đeo được. Vì là cái dây này của nó này, dây của nó khá là dài. Đấy, Sertina nhá, phiên bản của Thụy Sĩ, máy Thụy Sĩ, cơ cót của Thụy, đúng không ạ? Đấy, và nó là một cái phiên bản bạc đúc. Với mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình, đó chính là 3.1 triệu, 3.100.000. Và mẫu này sẽ ở mã 724. Cái này mọi người có thể để đeo, để trưng bày hoặc mọi người để sưu tầm thôi, là nó cũng đã rất là xứng đáng. Đó là ở mã 724, 3.100.000. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 725 nhé. 725 thì em sẽ tiếp tục lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu cơ của Orient. Đây là mẫu cơ của Orient này. Đó, vâng, cái bản cơ của Orient này thì mẫu này thì em cũng có về là full hộp, cũng có giấy tờ đầy đủ. Bản này thì mới, đẹp. Cái này dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu, thì mọi người đeo lên tay sẽ rất là ok. Đây, Orient. À, mẫu này là mẫu cơ tự động. Nhìn xem nó có cả chợ có tay luôn. Đó, nó có cả chợ có tay luôn nhá. Đây là kim dây này, kim giờ này, kim phút này. Còn đây là của nó sẽ là lộ tim, đúng không ạ? Tim thì nó sẽ nằm ở vị trí góc 9 giờ. Orange Automatic.
Đó, mọi người thấy không? Mặt đồng hồ rất là đẹp luôn. Với bộ kim này, cọc số thanh mảnh đẹp nhá. Ngoài ra thì bộ kim và cọc số thì nó cũng sẽ có dạ quang sáng này, ở trong điều kiện sáng kém. Đó, lộ tim này, và mình có thể là quan sát được cái quá trình hoạt động của nó như thế nào. Toàn bộ phần viền này, vỏ này, núm này, dây, mẫu này thì mới nguyên zin luôn đấy ạ. Đấy, chốt khóa nguyên zin. Đằng sau đáy này thì cũng sẽ có phần thông số, đó là về độ chống nước là 53, Made in Japan, phiên bản nội địa của Nhật. Đó, và bên trong sẽ sử dụng đó chính là bộ máy F6S22, và nó sẽ có 24 chân kính. Thì với bộ máy mà 24 chân kính này thì mọi người đều biết rằng là có tần số dao động là 21.600. Và tất nhiên là với cái bộ máy mà 24 chân kính thì tức là chân kính càng cao ấy, thì tức là nó giảm thiểu được các cái ma sát, đúng không, ở phía bên trong bộ máy. Và vì thế cho nên là nó sẽ giúp cho cái bộ máy của mình ấy, nó sẽ có cái độ chuẩn chính xác giờ của nó rất là cao và thời gian tích cóp tốt. Đó, đúng không ạ? Bộ máy của nó sẽ rất là bền. Ở mẫu này thì có size mặt đó là size 41. Càng của nó sẽ là 47.5. Và này cực kỳ đẹp luôn. Dây thép trắng nhá, mặt trắng này, dây thép trắng này, mặt đen này. Đấy, cái mọi người đeo lên tay ở bàn ấy thì có thể là đeo đi tay đi, đeo đi làm, đi đi chơi đều được hết. Đây là mẫu cơ tự động có trợ có tay đi kèm. Mẫu này thì mới nguyên zin luôn. Đấy, dây dài thoải mái nhá. Mẫu này mọi người có thể là check theo đáy, theo mã số máy, hoặc là đây em cũng check luôn cho cả nhà mình luôn này. Ở phiên bản này đi đây mọi người thấy không ạ? Đây là hiện tại giá hãng đang là 10.400.000 và đang sale là còn 8.3 triệu. Đó, đang sale là 8.3 triệu. Còn đối với các cái mẫu mà đã qua sử dụng rồi thì hiện tại trên thị trường người ta cũng đang bán với mức giá phải rơi tầm khoảng độ 5.5 triệu, 5.5 triệu, 5.7 triệu gì đó. Đấy, đấy là cái mẫu Orient này nhá. Thì đối với mẫu này thì bên em đấu giá ở trên các trang Nhật. Đây là hàng chuẩn chính hãng của Orient. Tất cả các sản phẩm bên em đều cam kết là hàng chính hãng và được đấu giá trực tiếp ở trên các trang Nhật. Cái này em đấu từng chiếc luôn, nên là giá cũng rất là tốt. Thì ở cái mẫu này thì full hộp này, giấy tờ đầy đủ này. Đấy, và mới nguyên zin cho qua sử dụng nhá. Và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình, đó chính là 4.650.000, 4.650.000. Và bản này thì sẽ ở mã 725. Bản này sẽ ở mã 725. Đó. Tiếp theo di chuyển sang mã 726. 726 thì lên tiếp cho cả nhà mình. 726 đó là phiên bản của Skagen Denmark. Với cái thương hiệu Skagen ấy thì mọi người cũng đều biết nó là một cái thương hiệu đến từ Đan Mạch. Vâng, và thường thì đa số là nó sẽ là một các phiên bản mà về là phiên bản về máy Nhật, đúng không ạ? Chứ thật sự là cực kỳ hiếm với các cái mẫu Skagen mà nó thiết kế với máy Thụy Sĩ. Và đây là lần đầu tiên mà em có đấu được về cho cả nhà mình với phiên bản Skagen Denmark, và thiết kế của nó sẽ là máy Thụy Sĩ. Mọi người nhìn cùng với em ở trong cái phiên bản này nhá, xem là phiên bản này rất đẹp và rất là xuất sắc này. Đó. Ở mẫu này thì nó có một cái form, đó chính là form dáng hình chữ nhật, đúng không ạ? Và bên trong này nó sẽ có 3 kim, nhưng mà kim dây thì nó sẽ nằm ở vị trí góc 6 giờ. Đó, Swiss Moment, tức là sử dụng máy của Thụy Sĩ này. Bên trong này, mặt đẹp nhá, và cái kính ở bên ngoài này này, nó làm theo kiểu dạng như là cái kính tráng gương ấy, kính tràn viền ấy. Chứ nó không phải là đơn giản là các cái kính như bình thường ở mẫu khác đâu ạ. Đây mọi người đúng không ạ? Đây này, nó giống như kính tráng gương. Đấy, nó sẽ nâng một cái tông lên và nhìn trong cái mặt đồng hồ ấy, đúng không ạ? Nhìn trông nó rất là đẹp. Đây là toàn bộ phần viền này. Đấy, dây thép này, chốt khóa này, nguyên zin này. Đó, và đây là mặt trước và đây là mặt sau. Đó, Skagen Denmark. Đây là sử dụng máy Thụy Sĩ này. Đây, kính của nó sẽ là kính cứng cường lực nha mọi người nha. Đây, Super. Thôi cái đoạn này không dịch nữa đúng không ạ? Đấy, kính cứng cường lực. Mã check của nó đi kèm này, đối chống nước của nó sẽ là 33 này. Đấy, dây này, tác mác của nó sẽ có đầy đủ này. Đó, máy Thụy Sĩ này, kính này. Đấy, và đây này nó còn có cái gì đây? Hypoallergenic xếp cái gì đây, là cái gì mà an toàn đây này. Nói chung là nó có nhiều cái kiểu dạng như là các nguyên liệu, các cái thành phần nó kiểu dạng như an toàn ít đi như mọi người thấy này. Đấy, cái lớp này nhá thì nó làm ở hai bên này của nó sẽ là thép tạo phay xước, còn cái chỗ này nó giống như là được phủ bạc ở trên ý, phủ một cái màu bạc ở phía bên trên. Đây là Black Label này, nhãn đen này. Đấy chưa? Tức là nó ra là dòng cao cấp của Skagen đấy ạ. Ở mẫu này thì dành cho anh nam tay vừa và hơi to nhé mọi người nhá. Size 32. Càng của mẫu này sẽ là 45. Đấy, nam tay vừa và hơi to chút, bởi vì cái bản này thì cái càng này của nó rộng này. Đấy, càng này của nó rộng thì anh nam tay tầm cổ tay 17, 17 nam đổ lên thì mọi người đeo lên tay bản này sẽ đẹp. Ba kim. Đấy, em rất là thích cái phần kính của nó ấy.
kính này. Đấy, ánh sáng mà nó chiếu vào này, bắt sáng cực kỳ tốt và nó kiểu dạng như là kính tràn viền. Ở bàn này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.250.000. Dạ vâng, 2.250.000, Skagen máy Thụy Sĩ, mã 726. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 727. Mã 727 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là ở một cái mẫu mẫu này nhá. Mẫu này là phiên bản của Moment Emotion. Đây là một cái thương hiệu nội địa của Nhật đấy ạ. Đó, nó trực thuộc của TikTok ấy, của tập đoàn TikTok ấy. Đây, Moment Emotion, và bản này là bản 6 kim. Bản này là mẫu pin kim trôi. Dạ vâng, chứ nó không phải là bản kim giật đâu ạ, đúng không ạ? Pin kim trôi. Đó, Moment Emotion, đây là kim 24 giờ một ngày, đây là kim đây nhá mọi người nhá, đây là kim giây này, kim giờ này, kim phút này. Đấy, và đây là kim giây to ấy thì nó sẽ chạy đó là kim giây của chức năng chronograph, tức là chức năng bấm giờ thể thao. Thời gian đo tốc độ tối đa sẽ là 60 phút, được hiển thị vị trí góc 6 giờ này. Đấy, mặt bên trong này nó sẽ có các cái đường vạch này, rất đẹp đúng không ạ? Đấy, và ngoài ra thì nó sẽ có hình tachymeter phía bên trong. Đây là toàn bộ phần viền, vỏ, núm, mặt trước này, mặt sau. Ở phiên bản này thì nó có một cái thiết kế đó là thiên về phong cách thanh lịch. Đó vâng, tức là các anh nam hay đeo đi làm công sở hoặc là mình hay mặc các cái áo sơ mi thì mọi người đeo tay ở các mẫu này nó sẽ rất là hợp. Đây là dây, chốt khóa này. Đấy, của nó sẽ là màu xanh, nó sẽ đồng màu cùng với màu mặt của nó luôn nhé. Size 39.8 và càng của nó sẽ là 47. Đấy, như cổ tay của em này là tay 16.5. Đấy, như mọi người thấy không ạ, đeo lên tay này rất là đẹp, rất là ôm tay. Đó thì với phiên bản này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, nó chính là 1.700.000. Dạ vâng, 1.700.000. Moment Emotion, phiên bản này là phiên bản pin kim trôi. Đó, và phiên bản nội địa của Nhật mọi người nhé. Mã 727. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 728 thì em lên tiếp cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của gì đấy, của Fairy. Dạ vâng, đây là phiên bản của Fairy. Ở bản Fairy này thì em có về là full hộp này, thì ở đây nó sẽ có một quyển sổ nhé. Sổ thì em sẽ gài bên cạnh sườn này. Đấy, thì khi mà mọi người mở đồng hồ ra để các anh chị kiểm tra thì nó sẽ có một quyển sổ bên cạnh sườn như thế này nhé. Đó, bản này em đấu về cho cả nhà mình, mẫu này là mới nguyên zin luôn, chưa qua sử dụng. Nên là các anh nam nào mà mọi người có thể là mang đi tặng này cũng sẽ rất là ok. Đấy, hoặc là mọi người để đeo, để trưng bày. À, với thương hiệu Fairy thì rất là nổi tiếng, khi mà mình nhắc đến ý, là mình sẽ hay liên tưởng đến đó là một cái dòng xe hơi về thể thao đúng không ạ, siêu xe thể thao. Đó thì ở trong bộ sưu tập đó là bao gồm có là Lamborghini chẳng hạn này đúng không ạ, Lamborghini, Maserati, rồi là Ferrari. Đấy, và một cái vài dòng xe khác nữa cơ. Nhưng mà Ferrari thì khi mọi người đeo lên tay thì mọi người thấy không ạ, nhìn nó sẽ hay xuất hiện rất nhiều trong các cái mẫu đồng hồ nữa. Đấy, và với phiên bản này là phiên bản 3 kim, một lịch ở vị trí góc 6 giờ. Đây mọi người thấy là bên trong lòng này nó cũng sẽ có một cái bánh răng lịch ở phía bên trong nhá. Nó hiển thị ra các mốc thời gian. Ví dụ như mọi người em giúp vào nửa núm này. Đấy, em chuyển lịch nhá, thì mọi người thấy là cái mặt bên trong này đúng không ạ? Hay là mọi người có thể quan sát được các cái bánh răng của nó ở phía bên trong luôn. Đó, ngày 12 này, đóng núm này. Đó, bên trong vẫn đang chạy đông hoạt động này. Thấy chưa? Và ở đây thì nó sẽ có cái độ xuống nước là 53, tương đương với cả 50m. Cọc số thì thiết kế đó là cọc số thì kiểu dạng hình cọc vạch ít, nhưng mà nó có các hình mũi tên rất là đẹp, tức là kiểu dạng như là khỏe khoắn. Kim giờ, kim phút thì nó sẽ có dạng quang nhẹ ở trong điều kiện sáng kém. Bản này cũng mang một cái form của dòng Havlock, và nó cũng là form của dòng Havlock Big Bang ấy, nên là nhìn cảm giác nó rất là trẻ trung, nam tính. Núm này. Đấy, chi tiết nhường phía bên trên này thì vừa làm phanh xước và được cố định bởi 2 4 6 8 cái đinh ốc hình hai cạnh. Đấy chưa? Đây là núm nhá, còn nguyên logo này. Đấy, còn nguyên siêu ấy, đây là dây, phanh xước, thép đúc, chốt khóa nguyên zin. Đây, mặt trước mặt sau, logo biểu tượng của Ferrari, đó là một hình chú ngựa. Độ xuống nước là 5 ATM. Đấy, tag mark đầy đủ nhá. Cái này mọi người có thể check cho cái mã này của nó này, thì nó cũng sẽ ra. Đây, em cũng sẽ check luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này. Thì kia mọi người có thể là check theo đằng sau đáy, hoặc là mọi người có thể check theo hình ảnh thì cũng sẽ ra luôn. Đó, đây. Thì đây là mã của nó này, đúng không ạ? Đồng hồ Ferrari 083-0846. Đây, 083-0846, mọi người đúng không ạ? Và giá hiện tại đang là 5.685, tức là rồi tổng cộng 5.700.000 rồi. Và sale đi là còn 5.400.000. Đấy, sale đi là 5.400.000. Đấy nhá, đây là viền, vỏ, dây. Đấy chứ ạ, Ferrari. Thì mẫu này thì em đấu ở trên trang Nhật, đúng không ạ? Giá rất là tốt. Và mẫu này thì em đấu về là còn mới nguyên zin luôn, chưa qua sử dụng.
Ở bài này thì em đang để cho cả nhà mình phiên bản này, đó chính là 2.250.000. Là vâng, 2.250.000, mẫu này sẽ ở mã 728 nhé. 2250 mã 728. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 729 ạ. Mã 729 thì em lên tiếp cho cả nhà mình, đó là ở một cái mẫu, đó là phiên bản cơ. Em lên tiếp ở phiên bản cơ. Ở bản cơ này là bản cơ của Zipring, tức là nó cũng là một cái chi nhánh con của Seiko đấy ạ. Đó, đây, mẫu này em đấu về là cũng là mới này. Zipring này, có giấy tờ này, có sổ này, đây là Seiko này. Đó, đó là chi nhánh con của Seiko. Mẫu này thì chưa qua sử dụng, nhưng cái hộp ấy thì nó hơi cũ một chút. Nói chung cái hộp thì nó cũng không quan trọng lắm. Thì cái hộp đấy thì mọi người có thể là để mọi người để trưng bày thì cũng không sao hết. Còn mẫu này thì cái đồng hồ của nó thì mới nguyên zin. Cái này em sẽ bóc qua sườn siêu mặt một chút xíu nhá. Đó, đây, đây là bản 3 kim, đúng không ạ, cơ tự động. Bản này là cơ tự động, đấy chưa ạ, bắt đầu chạy này, hoạt động này. Bên trong mặt đồng hồ này nhá, thì nó sẽ có cái hình chấm bi nhỏ nhỏ bé tí xíu này mọi người, đúng không ạ. Đó, hai cuộn sổ lịch này, lịch thứ và lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Bộ kim nhá, và cọc số này, thì nó sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này. Bản này thì niềng này là niềng cố định đấy, là bằng niềng cố định, không phải là niềng xoay đâu, niềng cố định. Núm này, thì mẫu này thì được cái là nó có sẽ có đáy của nó sẽ là đáy vặn. Cái đằng sau đáy này nó còn nguyên siêu này. Đấy, nó còn nguyên cái siêu này nhá. Thấy chưa? Thì đằng sau đây mọi người có thể thấy bộ máy của nó sẽ là một cái bộ máy cơ của Nhật. 21 Zwell 21 chân kính. Zipring, tức là nó trực thuộc của Seiko. Vì thế cho nên là nó cũng sẽ sử dụng, đó là bộ máy của Seiko luôn. Thì với bộ máy này thì nó sẽ có tần số dao động, đó là 21.600, và thời gian tích cóp tối đa của nó cũng sẽ là 38 tiếng. Mẫu này là mới nguyên zin, chưa qua sử dụng luôn. Đấy, phay xước này, sáng bóng này, 2 đình chỉ sáng bóng, 3 đình chỉ phay xước này. Dây thép đúc nhá, chốt khóa nguyên zin này, nó còn nguyên cả cái giấy ở đấy, để cho cái việc đó là khi mà mình mở ra mở vào các cái này thì nó đỡ bị trầy xước, đúng không ạ. Đấy, tag mark của nó sẽ đầy đủ này. Đây, Seiko Instrument này, group này. Đây, viền vỏ này, dây. Thấy chưa? Mẫu này thì size mặt ngang ấy, đó là size 41. Và càng của bản này sẽ là 45.8. 45.8. Đấy, như cổ tay của em là 16.5, dây thép trắng nha. Mọi người có thể đeo đi làm, đeo đi chơi đều được hết. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình, đó là 3.100.000. Là vâng, 3.100.000 mã 729. Đó. Mới nguyên zin luôn, chưa qua sử dụng, full hộp, sổ đầy đủ. Mã 729 nha. Tiếp theo sang ở mã 730. 730 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là mẫu này. Mẫu này là mẫu của Enzo Clover, mặt đỏ, mặt huyết. Để chợ 6 kim, cũng chạy chronograph, cũng có kim 24 giờ một ngày, cọc số nổi nhá. Mẫu này là bộ kim cọc số sẽ có dạ quang sáng cho định cảnh sáng kém này. Núm này, mặt trước này, mặt sau, độ chống nước là 10 ATM. Đấy, dây da này, đẹp, gen như Lizzo, dây da chính hãng nha. Đó, đây, tag mark đầy đủ. Giá hãng hiện tại đang là 24.200 yên. Và sale đi là còn 22.000 yên. Tức là nó sẽ tương đương với khoảng hơn 5 triệu của bản này. Đó, đây này, dây này. Bản này mới nguyên zin luôn, chỉ tiếc là không có hộp thôi. Chứ còn nếu mà nó mà có về hộp của nó nữa thì quá là xịn luôn, đúng không ạ. Đó, hơi tiếc là không có hộp. Thì cái này thì em cũng sẽ để vào trong cái hộp đỏ của bên nhà em nhé. Thì cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Size 43.6. Và càng của nó này, đó chính là 50.9. Càng của nó sẽ là 50.9. Đấy, 51. Đây như cổ tay của em này. Mọi người thấy không? Mặt đỏ, mặt huyết, màu mang đến cái sự may mắn. Viền này, vỏ này, đúm này. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình là 1.800.000 nhé. 1.800.000, mã 730. Tiếp theo sang ở mã 731. 731 thì em lên cho cả nhà mình, đó là một cái phiên bản của Denso. Cái mẫu này thì đây là một cái bản của nữ thôi, nhỏ, bản này rất là nhỏ. Đấy, bản này thì cũng đã qua sử dụng rồi, nhưng mà nói chung là độ mới của nó cũng còn rất là ok. Bản này hiện tại là đang hết pin rồi, thì trước khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ thay pin đầy đủ. Đây, nó có một cái trở lại hình chóp nón này, kim này, dây này, chốt khóa nguyên zin. Vì mọi người, em nghĩ là mọi người sẽ rất là hay quen với các cái mẫu Denso của nam, đúng không ạ. Thì đây sẽ là một cái mẫu của nữ. Tại em thì thuộc vào tay nữ to rồi nên em không đeo được bản này. Và cái này dành cho các chị nào nữ tay nhỏ nhỏ thôi. Tay tầm khoảng độ 15 này, 15.5 này. Đấy thì mọi người đeo lên tay bản này rất là xinh. Nên này, ví dụ như là tay nhỏ nhỏ thì mọi người đeo như vào như thế này này.
Đấy, đeo vào như này nhìn trông nó rất là xinh nhá. Thì lúc đấy là mình sẽ nhìn thấy được ở các cái phần viền vàng này nó sẽ nhiều hơn. Là bởi vì là tay em to thì nhìn cái mặt đồng hồ là nó bị chìm mất so với tay rồi. Đấy, mẫu này thì em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình, đó là 800 nghìn nhá. 800 nghìn. Mẫu này sẽ ở mã 731, 800 nghìn mã 731. Được chưa? Tiếp theo sang ở mã 732, bởi vì nó nhỏ quá nên em cũng không không có đo size nữa ạ. 732 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay, thì em lên cho cả nhà mình cái mẫu của Adidas. Khi mà nhắc đến Adidas là mọi người sẽ nghĩ ngay đến là một cái thương hiệu gọi là chuyên về thể thao đấy. Ví dụ như là các cái trang phục quần áo này, giày giày này, giày dép này. Rồi. Nó khó lấy thế à? Nó có cái gối. Nó bị lệch cái gối ở phía bên trong nên ra là nó hơi khó lấy. Đây nhá mọi người nhá, có giấy tờ này, sổ này, đầy đủ này. Đấy, đây là hộp này của Adidas này. Đó, cái bản này thì mới nguyên zin luôn, chưa qua sử dụng. Thế cho nên là mọi người về các chị có thể là tặng này, mọi người để đeo để trưng bày cũng sẽ rất là ok. Đó, Adidas 3 kim mặt màu trắng nhá, mỏng này, đẹp này. Đây cái gam màu chủ đạo của Adidas là màu xanh này. Thấy chưa? Thì cái niềng này của nó cũng sẽ là màu xanh. Dây nhá, vừa sáng bóng vừa phay xước này, chốt khóa nguyên zin này. Mặt trước mặt sau. Đây, Japan Moment nhá, đội chúng nó là 50 TM. Thấy chưa? Đây là Teammate Group này, made under the Legion from Adidas. Ủa, cứ bản nào nó có tiếng Anh một cái là đọc là hiểu, em hiểu nôm na thôi nhưng mà đọc tiếng Anh thì không đọc được. Giá bảo xe 37.7. Giá 37.7 và càng của nó sẽ là 43. Độ mỏng của nó nhá, đó là 8.1. Đó, bản này thì dành cho anh nam tay vừa và nhỏ thôi. Đây, nó sẽ thiên về phong cách thanh lịch. Đấy chưa? Thiên về phong cách thanh lịch, đơn giản. Đó, nhưng mà không kém phần khỏe khoắn nam tính mà rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Bởi vì cái thương hiệu này nó là thương hiệu dành gọi là thương hiệu chuyên về đường thể thao đấy. Đó, hộp này, giấy tờ này, gối đầy đủ ở phía bên trong. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 1.450.000, 1.450 nhá. Và bản này sẽ ở mã 732. 732 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Thì mọi người có yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các chị liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858585842 nhé. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua và cũng như trong video ngày hôm nay. Mọi người có yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì mọi người cứ gọi hoặc là nhắn tin hoặc kết bạn Zalo cho em. Dạ vâng, và hãy nhớ bấm đăng ký kênh để có thể là liên tục cập nhật các mã hàng mới bên em. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình nhé. Dạ vâng, em xin phép là sẽ kết thúc video ở đây và chúc cả nhà mình sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ. Em chào tất cả mọi người ạ.